Ok, hello, xin chào anh em nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rồi thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em phiên bản Trigon mới nhất, phiên bản V20 vừa được mình tải trực tiếp ở trên trang chủ của Trigon. Được chưa? Và có một cái rất là hay ở Trigon này, anh em biết là gì không ạ? Đó chính là các bạn sử dụng các dòng máy 32 bit hoặc là 64 bit, anh em đều có thể trải nghiệm cái Trigon này rất là dễ dàng anh em nhá. Nó sẽ không bị lỗi nhiều. Hiện tại bây giờ mình thấy khá nhiều anh em comment ở trong video mình là anh ơi, Farsut em mở lên bị vang này, anh ơi Delta em mở lên bị vang này. Ồ, vậy thì Farsut Delta vang rồi thì chúng ta sẽ có Trigon. Và có một cái thứ hai mà mình rất là thích ở trong cái Trigon này và mình biết là nhiều anh em cũng giống mình, đó chính là về cái độ mượt mà của nó nhá. Cái Trigon này là hoàn toàn là bản gốc luôn, không hề phải bản lai chỉnh sửa gì đâu nhá. Bản gốc này, em nhìn này, bản gốc mà nó đã mượt như thế này rồi anh em nhìn này. Trời, nó không kiểu nó không có delay ấy anh em, kiểu nó không có giật lag hay delay gì cả. Và đấy, như mình đã nói, máy 32, 64 bit đều có thể dùng được, nên là nó có thể nói là dùng được cho mọi dòng máy luôn. Đó, thế đây chính là cái giao diện mới nhất của cái Trigon. Thì link tải của cái Trigon này nhá, mình sẽ để phần bình luận video này. Được chưa? Và sau khi các bạn tải về xong Trigon thì các bạn xóa cái game Roblox ở trên máy các bạn đi, xóa cái game này đi. Đó, sau đó các bạn cài cái Trigon vào, cài xong rồi anh em tiến hành đăng nhập nick các bạn vào là xong thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi, và cách get key cho cái Trigon này mình sẽ để phần bình luận, và cái link tải mình sẽ để phần bình luận hết nhá. Và cái gọi là cái video cách tải file, nếu như bạn nào chưa tải file trên kênh YouTube của mình bao giờ, anh em cũng xem rồi phần dưới phần bình luận nhá. Nói chung là dưới bình luận sẽ có đầy đủ hết cho anh em. Đó, còn đây chính là cái giao diện Trigon này, phần đầu tiên phần cài đặt này thì nó có enable auto chạy script này, được chưa? Tự động ẩn này. Đó, có dâm này, tức là cái gọi là cái giao diện này. Đó, cái thông báo này. Đấy, đây là chính là, còn đây là cái để chạy Trigon này, và đây là trang chủ này, được chưa? Chạy thì nó sẽ bấm vào đây. Tiếp theo sau đó anh em bấm vào clear xóa cái dòng đi cho mình, bấm vào đây và các bạn dán mình cái script ngày hôm nay vào nhá. Ok, và cái bản mình muốn giới thiệu đến cho anh em ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái phiên bản là Hero Hub. Và bản này thì sẽ là bản Noki nha anh em. Hiện tại bây giờ anh em chưa bảo là chưa có cái bản nào dùng ngon cả. Thì đây, giới thiệu cho anh em một phiên bản Hero Hub. Bản này khá là ok cho các bạn này, có cả FPS boost này, được chưa? Có cả speed attack là tăng tốc độ tấn công cho anh em này, được chưa? Và thứ nhất là có farm phía các thứ đầy đủ cho các bạn nhá. Đây anh em chọn 0.75 farm mili này, có cả tự động nhặt dương auto chat chat này, auto chat farm cho anh em này, ATFK này, bật tốc V3 V4 này, được chưa? Ở phần item hỗ trợ anh em là tự động lấy Zama, Saber, lấy Tushita, Cavander này, farm haki quan sát V2, auto farm chúng ta auto farm Kaitun này, có cả farm level cho các bạn nhé, farm bot này, đây farm level đây, hiểu bấm vào đây. Thì sau khi bấm xong tự động nó sẽ bypass TP cho chúng ta, như anh em nhìn thấy, nó bypass TP cho chúng ta và nó sẽ đến cái con quái, và các bạn nhìn cái tốc độ farm, ui, có cái bản này nó gom quái khá là ok đấy nha anh em. Đây các bạn nhìn này, nó đợi quái ra phát là nó sẽ farm cho anh em nhé, farm quái này, đấy đứng trên này cao này nó đợi này. Đó, quái ra phát là tự động nó dịch chuyển đến con quái đó và nó farm cho chúng ta. Và cái này sẽ gom được khá là nhiều quái đó. Đó, đây chính là phần farm level. Tiếp theo đây có farm boss này, farm thông thạo này, đầy đủ hết cho các bạn nhé. Sắc farming này, farm material này, để cho Katakuri này, Kinelit này, sắc farm này, Visual này. Visual ở đây có đầy đủ, à có cả auto rain fruit này, bấm vào nhá. Rồi sau khi bấm xong thì chúng ta sẽ đợi xem nào. Thường là rain fruit nó sẽ rơi mưa trái ác quỷ xuống. Đấy, các bạn thấy bu đây 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 đây. Các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ rơi một đống trái ác quỷ xuống này. Ở đây anh em phải nhặt nhá. Đấy, được trái gì đây? Ấy, mình sẽ mở thử lên này. Đó, được trái Phoenix này, trái Quake này, trái các thể loại trái này anh em nhá. Đó, bạn nào mà chưa có cái script nào ngon ấy thì các bạn dùng ngay vào luôn cho mình cái tính năng này, trái Sun này. Đây, trái linh hồn này. Đúng chưa? Quá ngon ở trong Hero Hub nhá. Được chưa? Có Fake Berry các thứ này, áp tộc V4 này, có cả Seven tìm đảo Kisui cho các bạn này. Đó, nói chung là trong bản Hero Hub này thì nó phải nói là nó full hết tất cả tính năng, và đặc biệt là nó Noki nữa. Nên là cái bản này nó có cả hỗ trợ anh em chạy siêu nhanh và chạy trên được cả mặt nước nha. Dù các bạn không phải tàu cá, anh em chạy trên mặt nước luôn, mặt nước nó thành con đường luôn anh em này, quá ngon, tuyệt vời. Còn ông mặt dày đúng không, link tải sớm đi để phần bình luận nhá.